không cái này nó con này độ dễ không mà anh cái ti tuyển lực độ dễ mà về độ cái đấy đơn giản đúng không? Con này được cái con máy nó làm quý đẹp. Máy logo Mitsu hay logo của con này bay logo bay IC. Nhưng mã máy thì mã máy gì của Mitsu. Mà nó là dựa trên nền tảng con Mitsu. Con này A151 máy nó dựa nền tảng. Ở nhà là Việt trường nhìn lên nốt chưa? Đấy, nó quay sâu chưa? Đấy, cái hay của nó là điểm đấy đấy. Quan sát được tầm thấp rồi đấy. Hơn 1 giờ rồi đấy. Em phết đi nhỉ? Cô lăng biến thiên. Trời ơi, nó giỏi xe, có khi phải để nó nói, ông mình học lại. Hôm nay là một trong người giỏi xe. Đúng rồi, em vâng. Chỉ là người biết xài xe thôi. Không, ừ, em là giỏi xe. Anh đánh giá là em là một người cũng giỏi xe. Xe gương là này cải tiến này tiến bộ rồi, gương đặt thấp rồi. Anh nói em nghe nhé, có những khách có này điểm mù nó không bị điểm mù. Gương cho xuống ấy rồi, cánh rồi. Con X7 nó cho này là đẹp. Đấy, không phải là úi yếu à, không yếu đâu. Không yếu. Với nhu cầu mình dùng này thì đâu như này là ổn rồi. Phun tải 5 ohm. Đây 5 ohm, phun tải. 5 ông toàn 70 cân 4.5 đi. 2 ông sale, 3 ông lái thử. Turbo như này thì ok rồi. 5 ông là 5 ông nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4.5 tạ. Anh tính 5 ông này mỗi ông chắc phải 5, tầm 70 cân, 80 cân. Chẳng hạn ông này 90 cân hơn 9 mấy cân. Đấy, đi 3 tạ. Ông trường này cũng phải tạ. Anh trường này ông phải 3.5 tạ. Đấy, ui giời. Trường bao nhiêu? Em 85 cân. Đấy. 85 cân ông Duy này nó phải 93 95 cân. Cộng lại. Có mỗi em 60 cân này nhỏ như là 5 người rơi vào 5 người thành 6 người. 6 người rưỡi đúng không? 3 tạ mấy rồi, 3 tạ rưỡi. Anh 7 mấy cân. Thế là được rồi, em gần 7 cân. Mà đấy. Nhưng mà cần bốc là có bốc. Bốc là được đấy. Mà đúng không? Ok quá thì nữa. Lên nhanh đi chứ không phải đấy đâu. 1.5 như này là ổn đấy. Đây là anh em đây đi lái thử Beijing U5 nhá. Động cơ 1.5 lít. Tăng tốc rất nhanh. Đấy 113 mã lực. Đấy nhưng mà đây 5 người đây. Đấy, nhẹ nhất là 60 cân. Nhẹ. Còn lại là hai ông trên là đã khoảng gần 2 tạ rồi. 95 95. Đấy. Đi đường xấu nhá, không đi đường nhẹ. Alo. Tạ 8 này. Tính khoảng 3 tạ rưỡi. Và với động cơ 1.5 lít. Nếu 2.0 là xăng lai điện không turbo mà đạp cái này là cũng là hộp số CVT lên này là ổn luôn này. Đúng rồi anh ạ. Vâng. Đấy, đạp nhẹ nó lên 6-70 cây thì anh nhu cầu gia đình mình 2.0 thì về nhiên liệu thì nó tốt hơn. Vừa máy nhỏ mà nó lại xăng lai điện thì nó tiết kiệm xăng hơn anh ạ. Và nếu như mà anh cà phê xong. Vâng. Mà kia là xe thuần điện. Ồ. Không thể. Đúng rồi, không ngon anh ạ. Nó chỉ là xăng lai điện. Không đến cả 9 là thế, không trường hợp thế đâu. Chuyển sang S là nó vọt nhanh hơn này, sport. Máy bắt đầu gầm lên đúng rồi, chạy xăng lai điện. Đấy. Thực ra mình đi gia đình mà với chiếc xe này thì ổn đấy. Khung gầm chắc chắn. 5 người mà tăng tốc này là khá ổn. Nếu anh em vượt xe thì cần vượt nhanh, chúng ta chuyển sang chế độ S này thì vượt nó có hàng ạ. Tức là lại đi bình thường thì thoải mái ra bò vâng cái đấy có nhưng mà con này lái vô lăng rất thích nhé, lái con vô lăng này, con này rất giống con X3 tiền anh ạ, thêm cầm màu thích luôn vô lăng cầm vừa tay lái cầm cái điện nhớ điện rất tiếc cái là cái cơ thành ra là nhiều cái tư thế mình ngồi mình chỉnh nó không chuẩn được, lúc đã lái rồi là không chỉnh được nữa, không là phải dừng xe chỉnh là xe hai màu nó không đúng theo cái ý của mình ấy. Nó sẽ rất khó anh ạ. Quan trọng đâu, con hàng lên đơ nên tạm biết cơ này. Con này nó không có đèn này, thì bản thân nó đã 10 cho tới 85% anh ạ. Vâng. Điều này thì của xe gá này thì đi banh hoặc là vâng. Vô lăng thì nó được cao hơn còn các ngân khác lái. Tầm 40 là vô lăng nó siết rồi. 50 60 thôi. Tin tay rồi. Ừ, lái nó vào cua kiếp là yên tâm. Dạ. Lại rất bên đấy nó là hiện tại bây giờ là con này vào cua nó ngọt luôn đấy.
còn 5 tiếng hạ trở đi cua lông ngọt nó không bị 1%, bị gượng, không bị bye bye. Cái này lái nó tin nó không ngả. Ừ, nó tin nhỉ. Nhưng mình đi con nhẹ nhưng mà mình vào cua là mình cảm giác ôm cua như này nó sẽ bị không tin, không tin tay. Con này vào cua là tin tay luôn. Thực ra cái mà cua tin tay nhất ấy, cái chạy vòng tròn là biết ngay. Đúng rồi, vòng tròn xoáy. Chạy vòng tròn xoáy, xe IT thì không biết ngay. Ở đâu anh nhỉ? Tân Phú, nhưng mà hiện tại giờ thì mà xe chân, ở trong Sài Gòn chưa có nhỉ. Vâng, Hà Nội thì chắc phải trong tuần thì nó sẽ vào Sài Gòn. Nó êm ái, nó không bị lặng, chân vâng. Phanh mà không bị giật. Vâng. Đúng chạy thử không? Vâng. Vậy cái chạy đi, Sáng tuần đấy nhỉ. Em quay luôn anh được, đỡ phải ấy. Còn tắt điện dao động tốt mà. Nó là xe điện. Được, nó là xe gia đình như con này là xăng. Đấy, đi gia đình mình vào cua chứ kiểu này là ít khi nó bị gắt như này lắm. Nhưng mà cái này thì nhưng mà được cái nhá. Khi anh vào cua xong ấy, mình đạp cái chân ga là nó đáp ứng luôn. Có thể tặng anh cái nó không bị cái kiểu là vào cua xong mà mình đạp ga lên ấy. Nó bị khước lại mới đạp được lên. Con này được cái là mình vào cua cái mình đạp ga là nó đáp ứng được luôn. Mặc dù động cơ chỉ 1.5 thôi, không biết giá đâu anh nhỉ. Không phải là không khỏe. Báo có giá bán thôi. Báo bán thôi vâng. Em để anh một tí nhá. Đấy, vào cua xong mình đạp ga cái là nó lên luôn. Đúng rồi anh ạ, anh ra thẳng showroom. Tức là nó không phải vọt mạnh nhưng mà nó đủ để mình không bị hững lại. Cái mã lực này là được dùng. Đúng rồi, mình không, mình nói là nếu thì nhiều người cứ bảo là yếu nhưng thực tế anh mà nói anh em mình dùng ở mình nó không phải là yếu đâu. Hà Nội thì nó chỉ có 2 mẫu thôi thì trên đấy cái showroom nó bé. Anh cứ lái đi, lái xong lái đi, không phải em đâu. Em quay luôn đây. Lái về luôn. Vâng, vâng thì anh về hả? Anh về Hải Phòng nhiều xe nhiều loại hơn chứ còn Hà Nội chỉ một hai loại thôi. Ghế này sướng, ngồi ghế này sướng đúng không? Về nó ôm thể thao. Vâng, số này có Zalo không anh? Đây là ghế con bản này là ghế da. Vâng vâng, thế thì em tất cả ghế da hết mà. Ghế da hết. Em trên duy nhất thì em kết bạn kia à bản thấp hơn là ghế PU. À ừ. Vâng vâng vâng. Da con này giống y xì con Q7 anh cờ nhỉ? Bộ này giống y xì bộ Q7 sẽ êm và nó bền. Rất êm luôn, công nhận. Máy móc con này cũng thế. Dùng chung với Q7 nhiều. Con Q7 á, Q7 là máy Mitsu hả? Vâng, con này cũng thế. Mã như nhau luôn. Con này máy Mitsu à. Thấy con này tinh chỉnh tốt hơn. Đúng rồi, con này tinh chỉnh ấy hơn. Q7 kể cả hộp số con này cũng ấy hơn. Thực ra càng ngày về sau nó sẽ càng tinh chỉnh tốt hơn mà. Xe kia kìa. Cái bọn như con X3 đấy. Chạy con X3 nó cũng giống kiểu con này. Thích luôn. Động cơ con này chạy em cảm giác là nó thích hơn con Q7 đấy. À đương nhiên rồi. Nó nhẹ hơn phát xe. Con Q7 ít nhiều lặng ỉ xong nó hơi bị giật, hơi bị khựng. Tình trạng không được tốt lắm. Ít nhiều sau 3-4 năm nó phải update đi. Rồi. Thế như đường này anh em đi 60 thì quá ổn luôn rồi gì nữa. Cái âm khá là tốt. Thậm chí tốt hơn cả Mazda 3. Đúng rồi. Câu nói này là anh cũng có nhận xét như thế đó. Mazda 3 đi ổn lắm. Mà đạp Mazda 3 nó rổ lên dã man luôn. Và em chơi anh chạy con của bạn anh, con bạn Phoenix Nip ấy. Mình đi đường Lê Hồng Phong mà nó ồn mà đạp nó rồ lên mình không nghĩ con đấy loại thế. Này ở cửa sổ sau nó có một cái khuôn như cái tầm người ngồi sau cũng thoáng thẳng mắt chứ nó không bị. Nó chỉ có điều là nó bị tức mắt vào cái ghế này thôi. Đằng trước nó hơi tức nên là nó không có cái lỗ nhìn xuyên qua thôi. Chứ còn nhìn sang bên nó thoải mái. Con này chân ga nó êm ái này. Trường này có dạng tay đua Gymkhana. Ừ. Ông lắc sợ quá. Sao mà mình ngồi cạnh